Hình ảnh này được phóng viên chương trình ghi nhận tại tuyến đường ô tô về trung tâm xã Bình Thành, huyện Phụng Hiệp. Đưa vào sử dụng gần 10 năm nay nên chiều đoạn xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông. Khoảng 2 tháng nay, tuyến đường ô tô về xã Bình Thành xảy ra gần 10 vụ tai nạn giao thông. Cách đây một tuần, khu vực này ghi nhận một vụ tai nạn là một người đàn ông gãy chân. Thấy là qua lại là mấy người là sụp ổ gà là té là hoài quỷ đó, chạy còn ngồi hồi mới đi. Hai ba người đó cho dài mấy cái ổ gà nè. Có người ghé té gãy chân ngang nè, gần hồi rồi người ta điện gia đình ta lên là chở đi chỗ này luôn nè. Chạy cũng bình thường thôi chứ không phải là chạy mà tốc độ cao cũng bình thường mà chạy nó trời mưa rồi nó sụp cái lỗ á, rồi nước nó không có thấy đó, bánh rồi là dấp té. Tuyến đường dài hơn 5 cây số, dù qua 4 lần sửa chữa nhưng toàn tuyến ghi nhận hơn 100 ổ gà, ổ voi lớn nhỏ. Vào mùa mưa, đường càng sụt lún nhiều hơn. Và còn một nguyên nhân khác làm đường nhanh xuống cấp. Thì nó sửa 4-5 lần nó cũng làm, thì nó cũng có đem nhân công vô làm, mà làm nó cạp hơi ở trên chút là bắt đầu đá, là đầm xuống rồi hủ lô mà loại là hàng nhẹ thôi chứ không nặng không, nó cán nhưng mà nó cán vừa sơ qua một cái. Chưa có vẻ bắt đầu lại gãi ra ba đá bụi rồi xịt ba cái nhựa lên. Nó chạy tới đến đổi nhà mà kế bên rung rinh luôn cái nhà người ta luôn á. Rồi sao lộ làng nào chưa nói đâu, lộ nông thôn mà chạy quá tải không. Cái lộ này thì coi như vừa qua làm thì nó hết cái bảo hành á. Thì mình thấy nó chỗ đi bị gì tai nạn á, thành ra có bạn đã ủy ban gọi là thống nhất rồi để đi là sửa. Kế hoạch thì bây giờ là xin đá rồi cát rồi mua xi măng á, rồi mình nhào là để mình đổ vô, chứ còn mà đổ đá xi bồn là nó chạy nó bư chân chịu không nổi. Đường ô tô về trung tâm xã Bình Thành có điểm giao quốc lộ 61 với tỉnh lộ 928 về trung tâm huyện. Tuyến đường này giúp người dân rút ngắn thời gian và chi phí đi lại nên cần sớm được nâng cấp sửa chữa, đảm bảo an toàn